chụp hình kỷ yếu áo lớp của tập thể 12A8 đến từ trường Trung học Phổ thông Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trước mặt mọi người chính là ngọn núi Chứa Chan, một danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng ở quê hương mình. Rất đẹp đúng không? Đây là khuôn viên đi vào trường mình. Vì là giờ buổi chiều nên có rất nhiều lớp đang học thể dục nên sân trường hiện đang rất đông học sinh và ồn ào. Đây là mình nè, cùng theo chân mình nhé. Đây là lớp bọn mình đang sửa soạn lại quần áo, kiểm tra lại cờ lớp cũng như là áo lớp để buổi chụp hình được diễn ra một cách chỉnh chu và tươm tất nhất. Sau một lúc chờ đợi thì anh bên chụp hình cũng đã tới. Đây là lúc bọn mình đang cùng anh lên kế hoạch và bàn bạc thật tỉ mỉ để buổi chụp hình diễn ra tốt nhất có thể. Cùng bắt tay vào làm nhé. Ta-da! Đây là dàn diễn viên cực kỳ xịn sò cho buổi chụp hình hôm nay. Đây là hai bạn diễn viên chính sẽ chụp cho cảnh đầu tiên. Hiện thì anh bên chụp hình đang hướng dẫn hai bạn cách tạo dáng cho cảnh chụp này theo yêu cầu và ý tưởng của bọn mình. Bên cạnh đó thì diễn viên phụ cũng rất là nhiệt tình nữa, nhất là bạn này. Ngoài sự háo hức của bọn mình ra thì anh bên chụp hình hôm nay cũng rất nhiệt tình và hợp tác với bọn mình nữa. Đây là lúc bọn mình đi súm sụm nhau trước cửa lớp để xem buổi chụp hình diễn ra thế nào. Sau khi hoàn thành cảnh chụp đầu tiên thì anh cùng với bọn mình ngồi lại và bàn bạc để tìm ra tấm hình ưng ý nhất. Và bây giờ cùng theo dõi cảnh tiếp theo nhé. Nhìn sơ thì mọi người có nhận ra cảnh chụp này là nói về nội dung gì không? Trời ơi, cầm cái cây gì mà thấy ghê. Mọi người đoán đúng rồi đó. Đây là cảnh nói về bạo lực học đường, một vấn đề nhức nhối trong môi trường giáo dục. Bây giờ thì nghiêm túc lại rồi nè và... Xong rồi, tiến hành cảnh tiếp theo thôi. Cảnh tiếp theo được diễn ra trong lớp học của bọn mình. Mình thấy anh bên chụp hình đang cầm một cái cục gì đó rất là sáng. Mình không biết đó là cục gì, đến bây giờ mình vẫn không biết nó là cục gì. Ta-da, bằng khen nè. Đây là một cảnh chụp bất ngờ được nghĩ ra mà không có sự chuẩn bị trước. Nhưng phải công nhận là nó rất đáng yêu đúng không? Bọn mình được một trận cười rất sảng khoái luôn đó. Nóng của tụi mình nè. Không biết mấy bạn thấy sao chứ mình thấy mấy bạn nữ lớp mình xinh ghê. Ta-da, cô chủ nhiệm của tụi mình nè. Hôm nay cô đúng xinh luôn á. Cô quẹt một bộ đồ thiệt là lồng lộn lên chỉ để chụp vài tấm với tụi mình thôi. À, cô đáng yêu quá. Đây là một cảnh nói về áp lực học tập. Không biết mọi người nghĩ sao chứ nhìn bạn đó trông giống đang tấu hài ghê. Nhưng mà bạn đó xinh lắm chứ bộ. Đây là một cảnh chụp tiếp theo nói về sự cô lập. Bọn mình không muốn có quá nhiều sự đại trà. Bọn mình muốn có được những suy nghĩ táo bạo, những suy nghĩ sáng tạo mà không ai có thể bắt chước được. Đó chính là nguồn năng lượng cực kỳ lớn mà bọn mình có được trong tuổi 17 này. Cũng giống như ý nghĩa của những tấm hình kỷ yếu và ý tưởng mà bọn mình đã chọn cho chủ đề của vòng 2 này. Mọi người có đoán được cảnh này là gì không? Đây là cảnh phóng máy bay giấy lên trời cũng như là ước mơ của bọn mình sẽ được đưa đi thật xa. Còn đây là mình nè, đầu giờ muốn chụp lắm luôn á nhưng mà không có áo, tiếc ghê. Anh bên chụp hình hôm nay rất chịu lăn xả với tụi mình luôn á. Trời dạo này mau tối ghê mà mọi người còn mặc áo đen nữa. Vào khung hình nhìn mờ căm luôn. Nhưng mà phải công nhận là mấy cái nón của trường Hutech là mọi người nổi lên quá trời. Kiểu như là không lẫn vào đâu được. Không phải mình đang quảng cáo đâu nha. Đây là lúc mọi người trong giờ giải lao tranh thủ chơi đùa một chút. Anh bên chụp hình thấy dễ thương quá nên cũng lôi máy ra chụp tách tách quá trời luôn. Trời ơi, sao mà mọi người đáng yêu quá vậy nè. Bên đây mọi người đang tập trung chụp hình thì cô mình đang ngồi nhai bánh tráng nè. Và đó là tất cả những cảnh mà bọn mình chụp ở trường. Còn bây giờ là bọn mình đang lên xe để chuẩn bị di chuyển ra địa điểm mới. Rất may là lúc bọn mình đi vẫn còn nắng chiều. Không còn gì tuyệt vời hơn nữa, đúng không? Vậy là kết thúc buổi chụp hình ngày hôm nay rồi. Bọn mình đã rất vui. Không biết khi nào mới có cơ hội được vui như vậy nữa. Hello, anh chụp hình nhiệt tình xin chào mọi người. Đừng quên mình chọn cho 12A8 tại vòng 2 của cuộc thi thiết kế lớp nha. Bye bye. Mọi người nghĩ là hết thiệt rồi sao? Oh no, oh no, oh no, 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 còn miếng nữa nè. Và sau đây cùng điểm qua vài gương mặt vàng trong làng giải trí đến từ A8 Entertainment. Ngó lên trời trời cao, cao 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 cao. Dân châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la. Mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Yeah.